Theo các học giả người Mỹ, Nobel Laureate và William Falker, thì Pharaoh là hậu duệ của thần Amon vĩ đại, vị thần mặt trời cai quản thiên đường, còn các Pharaoh là người cai quản mặt đất. Trong từ Pharaoh thì pha có nghĩa là ngôi nhà và on có nghĩa là lớn. Ban đầu từ này được sử dụng để chỉ các cung điện, là các công trình kiến trúc to lớn. Và thế kỷ 14 trước công nguyên, dưới thời trị vì của Akhenaton, thuật ngữ Pharaoh đã được sử dụng chỉ vua, hoàng đế. Và từ đó, Pharaoh đã được tiếp tục sử dụng cho các vị vua Ai Cập. Các nhà Ai Cập học đã chia thời gian cai trị của các Pharaoh ra 10 giai đoạn, bao gồm 33 vương triều. Các Pharaoh được mô tả nhiều trong các sách sử. Các vị Pharaoh thường mang vương trượng hình dạng của một cây gậy một đầu uốn cong, đội vương miện màu đỏ trắng. Vương miện màu đỏ còn được biết đến dưới cái tên vương miện Deseret, dành cho những người cai trị hạ Ai Cập. Các nhà lãnh đạo của thượng Ai Cập mang chiếc vương miện màu trắng, được gọi là vương miện Hatred. Vương miện màu có cả màu đỏ và trắng, hay vương miện Pichen là dành cho vị vua đứng đầu Ai Cập. Tại Ai Cập, các Pharaoh là hiện thân quyền lực tối cao của những vị vua trên mặt đất. Họ được biết đến với quyền lực, sự giàu có, hùng mạnh và những bí ẩn xoay quanh họ đến nay vẫn chưa có điều giải đáp. Và những kim tự tháp được xây dựng trong thời gian trị vì của các vị vua đã mở ra cánh cửa của nền văn minh con người vào thời kỳ cổ đại. Các xác ướp của những vị vua cũng là một nguồn thông tin tư liệu quý báu của nền văn minh thời Ai Cập cổ đại. Dưới đây là 10 vị vua nổi tiếng và vĩ đại nhất trong lịch sử. Tutankhamun. Nebkheperure Tutankhaten Tutankhamun được biết đến với cái tên Tutankhamun hoặc Vua Tut, là con trai của Pharaoh Khatenaten và em gái của Pharaoh Khatenaten, người hiện chưa xác định được tên, chỉ được biết đến dưới biệt danh The Younger Lady. Ông sinh năm 1341 trước công nguyên và qua đời năm 1323 trước công nguyên. Ông là Pharaoh Ai Cập của vương triều thứ 18 thời Tân Vương quốc. Ông lên ngôi vua vào năm 9 tuổi, cai trị trong 10 năm và qua đời khi chỉ mới 19, nên còn được gọi là vị vua thiếu niên. Lăng mộ vua Tut nổi tiếng vì các lời nguyền và những cái chết xoay quanh nó. Howard Carter và George Herbert ở Canarion 5 phát hiện ra lăng mộ của vua Tut vào năm 1922 trong tình trạng gần như nguyên vẹn. Theo ghi chép, trong khi khám phá mộ Pharaoh Tutankhamun, huân tước Carnarvon đã thấy một dòng chữ: "Cái chết sẽ nhanh chóng đến với ngươi nếu dám xâm phạm sự thanh bình của hoàng đế." Tutankhamun, vị pharaoh nổi tiếng nhất của Ai Cập thời cổ đại. Xác ướp Tutankhamun và các đồ tạo tác trong lăng mộ của ông được trưng bày ở nhiều nước như Pháp, Mỹ, Đức, Nhật Bản, Úc và nhiều nơi khác. Trong triển lãm của Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan tại Mỹ, tổ chức diễn ra từ ngày 17 tháng 11 năm 1976 và ngày 15 tháng 4 năm 1979, xác ướp của vua Tut được hơn 8 triệu lượt khách viếng thăm. Trong ấn bản năm 1977 của cuốn sách Khám phá lăng mộ Tutankhamun, John Majib White đã viết: "Đây là vị pharaoh khi còn sống ít được biết đến, nay khi đã chết lại thật sự nổi tiếng." Ramses II là con của pharaoh Seti I và hoàng hậu Tuva, sinh năm 1300 trước công nguyên và không giống như vua Tut, ông sống rất lâu, mất năm 1213 trước công nguyên, hưởng thọ tới 97 tuổi. Ramses II. Ramses II là pharaoh Ai Cập thứ 3 thuộc vương triều thứ 19 và còn được người đời biết đến dưới cái tên là Ramses Đại Đế. Ông được vinh danh như pharaoh Ai Cập hùng vĩ đại, tôn quý và hùng mạnh nhất. Ông đã nhiếp chính khi mới 14 tuổi và lên ngôi khi mới vừa đi hết tuổi thiếu niên. Ramses II được ghi nhận là một trong những vị vua vĩ đại, quyền lực và được ca tụng nhiều nhất trong lịch sử Ai Cập cổ. Ông nổi tiếng với các di tích lớn được xây dựng lúc ông còn trị vì, bao gồm các ngôi đền Abu Simbel, Abydos, Ramesseum, Luxor và Karna. Ramses có rất nhiều con, tuy không biết con số chính xác, nhưng các nhà Ai Cập học cho rằng ông có hơn 44 người con trai và hơn 40 con gái. Sau khi qua đời, pharaoh Ramses được chôn tại thung lũng các vị vua. Thi hài ông sau này đã được đưa tới nhà xác hoàng gia, nơi nó được tìm thấy năm 1881 và hiện nay là tại bảo tàng Ai Cập ở Cairo. Namer. Theo nhiều nhà Ai Cập học suy đoán, Namer là vị vua đầu tiên thống nhất Ai Cập, thuộc vương triều đầu thế kỷ 31 trước công nguyên. Danh tính của Namer hiện vẫn đang được tranh luận, mặc dù hầu hết các nhà Ai Cập học ngày nay đã đồng nhất Namer với vị pharaoh thuộc triều đại đầu tiên, Menes, người cũng được ghi nhận là đã thống nhất Ai Cập và là pharaoh đầu tiên. James E. Quibell đã phát hiện ra tấm bản Namer, nổi tiếng vào năm 1888. Tấm bản Namer là một tác phẩm điêu khắc trên đá vôi tại một vách núi và là phát hiện nổi tiếng của Quibell. Tấm bản này đã mô tả Namer như một vị pharaoh đầu tiên thống nhất Ai Cập. Lăng mộ của Namer bao gồm hai phòng liền kề nằm trong vùng lân cận với lăng mộ Kha. Djoser.
Nitroser là con trai của vua Kasekhemwy và nữ hoàng Nimathap. Ông là vị vua của vương triều thứ 3 năm 2670 trước công nguyên. Ông là người nối ngôi Kasekhemwy và là vị vua tiền nhiệm trước Sekhemkhet. Ông nổi tiếng với công trình kim tự tháp bậc thang do kiến trúc sư Imhotep thiết kế và xây dựng khi ông trị vì. Nitroser đã được chôn cất trong kim tự tháp nổi tiếng này. Các bức tượng đá vôi sơn màu trong lăng mộ ông hiện được bảo quản tại bảo tàng Ai Cập ở Cairo. Chúng là một trong những bức tượng Ai Cập cổ xưa nhất có kích cỡ tương đương vật thật. Các bức tượng này được khai quật phát hiện vào năm 1924. Người ta đã làm một bản sao thạch cao của bức tượng này và trưng bày ở một vị trí khai quật được nó tại Sawara. Khufu. Khufu là con trai của Pharaoh Sneferu với nữ hoàng Hetepheres I. Ông là Pharaoh thứ hai của triều vua thứ tư, trị vì những năm 2589 đến 2566 trước công nguyên. Ông được biết đến với công trình kim tự tháp Giza là một trong bảy kỳ quan thế giới cổ đại. Tất cả các bức tượng của Khufu và phù điêu khác liên quan đến ông được tìm thấy đều bị vỡ hoặc trong tình trạng hư hỏng. Bức tượng nguyên vẹn duy nhất về Khufu là một bức tượng bằng ngà voi dài tầm 3 inch được phát hiện trong một ngôi đền đổ nát ở Abydos vào năm 1903. Khufu đã được nhắc đến trong Westcar Papyrus, một cuốn sách nổi tiếng về ma thuật và bùa phép thuộc vương triều thứ 3. Userkaf. Cái tên Userkaf có nghĩa là linh hồn hùng mạnh. Ông là Pharaoh sáng lập vương triều thứ 5 của Ai Cập và cũng là người đầu tiên bắt đầu xây dựng ngôi đền mặt trời ở Abuser. Ông trị vì từ năm 2994 trước công nguyên đến năm 2487 trước công nguyên. Và trong thời gian này, ông đã xây dựng kim tự tháp Userkaf, nơi sau này ông được chôn cất. Đền thờ mặt trời của ông tại Abu Ghraib được phát hiện lần đầu bởi Richard Lipsius trong thế kỷ 19, được Louis Bouchard nghiên cứu trong thế kỷ 20 và được Herbert Ricci khai quật vào năm 1954. Nagu Mahfouz, người mang giải Nobel về cho Ai Cập cũng đã xuất bản một câu chuyện liên quan đến Userkaf trong năm 1934. Cuốn sách này được đặt tên là AFW Al-Malik Userkaf, Ususa Misiya, và theo như Raymond Stock tạm dịch thì tựa đề cuốn sách có nghĩa là Sự tha thứ của vua Userkaf. Nephebetre Mentuhotep II. Nephebetre Mentuhotep II là con của Intef III và Ian. Ông sinh năm 2061 trước công nguyên và qua đời năm 2010 trước công nguyên. Ông là một vị pharaoh thuộc vương triều thứ 11. Thời gian trị vì của ông là 51 năm từ năm 2061 đến năm 2010 trước công nguyên. Mentuhotep II có nhiều người vợ, trong đó nữ hoàng Neferu II với cái tên có nghĩa là người đẹp nhất, Kawit, vợ yêu của nhà vua, bốn bà phi của ông có tên là Sadet, Ashayet, Henhenet và Kemsit. Họ đều là những bà vợ xinh đẹp của Nehebetre Mentuhotep II. Khi Pharaoh băng hà, nữ hoàng Neferu II được chôn cất cùng với ông trong lăng mộ tại Dee Beheri và bốn người còn lại được chôn cất trong một huyệt chung tại tầng hầm của ngôi đền Mentuhotep II. Khakaure Senusret III. Khakaure Senusret III là con của Pharaoh Senusret II và vợ Kheneme Neferhejet I. Ông có hai người vợ, Kheneme Neferhejet I và Nefertenut. Họ được chôn tại những khu lân cận kim tự tháp lăng mộ của nhà vua ở Dasher. Ông trị vì những năm 1878 đến năm 1839 trước công nguyên và là Pharaoh thứ 5 của vương triều thứ 12 thuộc thời kỳ Trung Vương quốc. Ông được biết đến là người đã cho xây dựng kênh đào Senostrix. Ông còn nổi tiếng với các pháo đài hùng vĩ như Buhen, Toshka, Semna và Oronatri. Trong thời gian trị vì, ông đã mở rộng lãnh thổ của đất nước, nhắn nhủ với các con rằng: người đấu tranh cho ta, người bảo vệ lãnh thổ do ta khai phá thì mới đúng là những đứa con của ta. Còn những kẻ thoái thác trách nhiệm, không chiến đấu cho vương quốc thì không phải là con do ta sinh ra. Senusret III là một trong số ít các vị vua được phong thần và thờ phụng tôn kính trong suốt cuộc đời của mình. Akhenaten. Akhenaten là con trai của Pharaoh Amenhotep III và bà Thea. Ông là pharaoh thuộc vương triều thứ 18 của Ai Cập. Akhenaten trị vì trong 17 năm, từ năm 1353 đến năm 1336 trước công nguyên. Ông có 5 người vợ, trong đó có nữ hoàng Nefertiti, người vợ nổi tiếng nhất và có danh tiếng nhất cho đến bấy giờ. Nguyên nhân có thể là vì phong thái độc nhất và tính sáng tạo trong việc cải tổ tôn giáo của bà. Cả vua và nữ hoàng đều không khuyến khích thuyết đa thần, mà hai vị đều tập trung thờ phụng một vị thần duy nhất là Aten. Cleopatra VII Philopato. Cleopatra VII Philopato trong lịch sử nổi tiếng với cái tên là Nữ hoàng Cleopatra. Bà là pharaoh cuối cùng của Ai Cập cổ đại. Vương triều Ptolemy của bà tồn tại sau cái chết của Alexander Đại Đế, người đứng đầu đế chế Hy Lạp nắm quyền cai trị Ai Cập lúc bấy giờ. Trong vương triều của bà, tiếng Ai Cập không thịnh hành bằng tiếng Hy Lạp. Tiếng Hy Lạp được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong các văn bản chính thức.
Tuy nhiên, Cleopatra có học tiếng Ai Cập và bà tự nhận mình là hiện thân của nữ hoàng Ai Cập Iris. Ban đầu bà cai trị vương quốc cùng với cha, sau đó là với các anh em trai, rồi cuối cùng bà nắm quyền độc lập và trở thành vị pharaoh cuối cùng của Ai Cập cổ đại. Đến ngày nay thì Cleopatra vẫn là một hình tượng nổi tiếng trong văn hóa phương Tây. Danh tiếng của bà được truyền tải dưới nhiều hình thức sân khấu hóa, là nguồn cảm hứng bất tận cho nhạc họa, sân khấu, kịch và thi ca. Các bạn đang xem video trên VGT, đừng quên nhấn nút like, share và đăng ký để nhận thêm nhiều video mới nhé!